Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 29 tháng 11 năm 2023 diễn biến phức tạp với tình hình giá heo hiện nay. Dịch bệnh thì đang ngày càng gia tăng, giá heo thì chưa thể ngốc đầu nổi, bà con chăn nuôi đang lo lắng lại càng khổ sở hơn. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, hiện nay tại miền Bắc, giá heo từ 49.000 đến 54.000 đồng một kg, tùy theo địa phương và loại heo. Mức giá 53.000 đến 54.000 đồng một kg chỉ có tại một số kho của công ty C. B. bán ra tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, giá heo ở mức 49.000 đến 52.000 đồng trên kg. Giá heo tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, từ 48.000 đến 51.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh miền núi Tây Bắc giá heo tại Hòa Bình từ 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Sơn La, Lai Châu. Điện Biên trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng/kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 49.000 đến 52.000 đồng/kg. Quảng Ninh 50.000 đến 52.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại thị trường miền Trung Tây Nguyên. Mức bình quân toàn vùng trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng/kg. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An Hà Tĩnh phổ biến trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng một kg. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến từ 48.000 đến 50.000 đồng chuột kg. Khu vực Nam Trung Bộ giá heo từ 46.000 đến 51.000 đồng một kg. Trong đó các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng giá heo từ 49.000 đến 51.000 đồng một kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa 49.000 đến 50.000 đồng một kg. Bình Định 48.000 đến 50.000 đồng chuột kg. Bình Thuận từ 50.000 đến 51.000 đồng cho kg. Giá heo tại Tây Nguyên quanh mức 48.000 đến 50.000 đồng một kg. Cụ thể, Đắk Lắc, Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông từ 47.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng 48.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi miền Nam. Nhiều địa phương trong vùng vẫn đang chịu tác động tiêu cực bởi dịch tả heo châu Phi khiến người nuôi tiếp tục đẩy mạnh bán ra. Tại các tỉnh Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước quanh mức 49.000 đến 51.000 đồng một kg. Giá heo tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo từ 48.000 đến 50.000 đồng một kg. Trong đó Long An và Tiền Giang 48.000 đến 50.000 đồng một kg, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu từ 46.000 đến 49.000 đồng một kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 48.000 đến 51.000 đồng một kg. Trước tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố, cả nước có 74 ổ dịch tại 74 xã của 48 huyện thuộc 23 tỉnh, thành phố, có dấu hiệu diễn biến phức tạp nhằm nâng cao ý thức phòng, chống bệnh, các địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Ông Trần Đức Khâm, trưởng ban chăn nuôi và thú y xã cho biết, mặc dù hiện nay đã có vaccine phòng bệnh song biện pháp chủ yếu của các hộ dân trong xã là khử trùng, tiêu độc chuồng trại, khu vực xung quanh trang trại, gia trại, nâng cao sức đề kháng cho đàn heo. Ban chăn nuôi và thú y xã đã khuyến cáo người dân không được mua bán heo tại các tỉnh đang có dịch, tổ chức tập huấn về phòng chống bệnh dịch tả heo châu phi cho người chăn nuôi, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và các hộ chăn nuôi khi phát hiện heo có bệnh, nghi mắc bệnh phải kịp thời khai báo với chính quyền địa phương và thú y cơ sở để xác minh dịch bệnh, không được bán chạy heo bệnh làm cho dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu phi, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện hỏa tốc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y, các địa phương trong cả nước cần phải nhanh chóng thực hiện biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo nguồn cung thịt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Một trong những giải pháp quan trọng thời điểm này được xác định là huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý rứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Đồng thời, tăng cường tiêm vaccine cho các đông trại và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để tạo lá chắn thép trong phòng chống dịch tả heo châu Phi. Nhận định về giá heo hơi trong thời gian tới, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, vào thời điểm cuối năm, nhu cầu của xã hội tăng nên giá thịt heo có thể tăng cao hơn. Nguyên nhân là nhu cầu của người tiêu dùng năm nay sẽ ít đi vì thu nhập của người dân không cao. Cùng với đó, các công ty dẫn dắt thị trường cũng phải cân đối để đảm bảo cung cầu phù hợp, tránh hiện tượng giá cao, người tiêu dùng hạn chế chi tiêu hoặc thay bằng thực phẩm khác. Khác với Việt Nam. Trung Quốc dự định sẽ tiếp tục mua thịt heo từ các nhà sản xuất và thương mại địa phương để dự trữ quốc gia nhằm động thái này nhằm cố gắng thúc đẩy giá heo đang suy yếu, do lo ngại về áp lực giảm phát đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Giá heo hơi của Trung Quốc đã chịu áp lực trong năm nay do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu chậm chạp. Hàng triệu người chăn nuôi heo trong đó bao gồm cả hộ sản xuất nhỏ lẻ và các công ty doanh nghiệp lớn đang phải xoay sở để kiếm lợi nhuận. Thông thường tiêu thụ thịt heo sẽ tăng trong những tháng mùa đông khi người dân làm thịt ướp muối và tổ chức lễ hội. Song, nhiều người lo ngại rằng nhu cầu có thể yếu hơn dự kiến. Giá heo hơi có thể giảm thêm trong những ngày tới. Với tình hình dịch bệnh hiện tại, các đầu mối thu mua dự báo giá heo có thể giảm thêm những ngày tới đây. Cập nhật mới nhất từ Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông Thôn, từ đầu năm đến ngày 21 tháng 11, cả nước xảy ra 576 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 530 xã của 44 tỉnh. Cục Thú Y cho rằng, các ổ dịch vừa qua chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, mua con giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc, vệ sinh chuồng trại kém. Các địa phương vẫn còn hiện tượng giấu dịch, chậm báo cáo dịch, bán chạy, giết mổ lợn bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường. Dịch bệnh tả lợn châu Phi gia tăng vừa qua có nguyên nhân do không có kiểm dịch nội tỉnh, trong khi giết mổ nhỏ lẻ chiếm đa số, khoảng 27.000 cơ sở, giết mổ tập trung được hơn 460 cơ sở. Bên cạnh đó, hệ thống thú y cấp tỉnh và cấp huyện hiện nay rất lỏng lẻo, không bảo đảm nguồn lực triển khai phòng chống dịch bệnh do các địa phương sáp nhập vào trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Hiện cục thú y đang có 10 đoàn công tác đến từng tỉnh trọng điểm dịch bệnh nhiều để đôn đốc triển khai phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn sử dụng vaccine dịch tả lợn châu phi cho đàn lợn thịt tại tất cả các tỉnh, thành phố. Về nguồn cung vaccine, cục thú y cho biết công ty Navetco và công ty AVAC đã sản xuất được 4,5 triệu liều. Tổng số 2 công ty đã cung ứng, sử dụng trên 1,6 triệu liều tại hơn 40 tỉnh, thành phố. Riêng từ tháng 7 năm 2023 đến nay đã sử dụng 450.000 liều tại khoảng 30 tỉnh, thành phố. Để phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh dịch tả heo châu Phi kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt heo trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán nhận xét, từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi vẫn diễn biến phức tạp không chỉ đe dọa đến chăn nuôi nông hộ mà cả với chăn nuôi tại các trang trại lớn. Trong đó, các trại chăn nuôi gia công cho các công ty, tập đoàn lớn cũng lo bị dịch bệnh tấn công. Đây là nguyên nhân xảy ra tình trạng nhiều trại chăn nuôi buộc phải bán sớm heo với giá rẻ để chạy dịch. Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm do thời tiết thay đổi bất thường. Theo đại diện lãnh đạo hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, dịch bệnh gia tăng, người chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ hạn chế tái đàn, thậm chí nghỉ nuôi. Tuy nhiên Khu vực trang trại và doanh nghiệp vẫn giữ ổn định quy mô chăn nuôi vì những ưu thế do quy trình sản xuất khép kín, chi phí chăn nuôi thấp hơn, cơ chế phòng chống dịch bệnh tốt. Đại diện hiệp hội trên nhận định, điều lo nhất của người chăn nuôi hiện nay là sức mua vẫn yếu. Bằng chứng rõ ràng nhất là vào mùa cao điểm Tết năm ngoái, giá heo không thể tăng như thông thường những năm trước đó. Xu hướng thị trường hiện tại khiến nhiều bà con chăn nuôi lo lắng. Nhằm đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp trên cơ sở triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình quốc gia về phòng, chống dịch bệnh động vật, tăng cường tiêm vaccine cho các đông trại và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Cùng với việc cung ứng vaccine đến các trại nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực nguy cơ cao. Các trang trại, hộ chăn nuôi lớn tăng cường các biện pháp an toàn sinh học, khuyến khích tiêm vaccine phòng bệnh của đơn vị đã được cấp phép lưu hành, yêu cầu tất cả cán bộ, Công nhân kỹ thuật phải thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý, sát trùng phương tiện, dụng cụ ra vào trang trại, có biện pháp ngăn chặn côn trùng, thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng khu vực nuôi, khu vực xung quanh, trên các tuyến đường trong và từ ngoài vào trang trại. Khi có heo bệnh, nghi bị bệnh, người dân phải báo ngay chính quyền và cơ quan chuyên môn để lấy mẫu xác định nguyên nhân, không được bán chạy, giết mổ, vận chuyển đi nơi khác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì chỉ đạo tri cục chăn nuôi và thú y nắm bắt thường xuyên, kịp thời thông tin dịch bệnh từ hộ chăn nuôi, cơ sở, trang trại, cập nhật báo cáo ngay tình hình dịch bệnh để có chỉ đạo, biện pháp xử lý kịp thời, không để tình trạng người dân bán chạy heo ốm, heo bệnh gây ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Đề phòng, chống, kiểm soát bệnh dịch tả heo châu phi kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt heo trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt đề ổ dịch. Không để dịch bệnh lây lan diện rộng, chỉ đạo lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn heo, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi mới có thể khiến thiếu hụt một lượng nhỏ nguồn cung heo cho cuối năm nhưng sẽ không tác động nhiều đến giá. Nguyên nhân bởi quy mô đàn heo tại khu vực nông hộ giảm nhưng các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì được đàn tốt nhờ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Hiện các hộ chăn nuôi đang chiếm 38% tổng nguồn cung heo toàn thị trường. Để phòng, chống kiểm soát dịch bệnh nêu trên cũng như bảo đảm nguồn cung thịt heo trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công điện nhấn mạnh một số nội dung quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt đề ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các nước trong việc chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển heo. Sản phẩm heo không rõ nguồn gốc xuất xứ chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh. Theo ông Nguyễn Chí Công, chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong đó đáng lo nhất là dịch tả heo châu Phi bùng phát ở một số địa phương, đã khiến người nuôi lo lắng, bán chạy, bán tháo khiến nguồn cung heo thịt ra thị trường tăng cao. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay đang là thời điểm nhập heo chăn nuôi phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán do giá thấp nên bà con rất e rè nhập heo tái đàn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đang đe dọa nghiêm trọng nên bà con cũng không chăn nuôi. Để đợt chăn nuôi cao điểm phục vụ thịt heo cho thị trường những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán, chuyên gia chăn nuôi khuyến cáo bà con sử dụng con giống chất lượng cao, thường xuyên tiêu độc sát trùng chuồng trại, ứng dụng công nghệ tự động vào các khâu sản xuất để giảm nhân công lao động thủ công, chủ động phòng ngừa các bệnh nguy hiểm thường gặp. Nhất là đến thời điểm này vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi chỉ mới sử dụng thực nghiệm trên một số trại chứ chưa tiêm phòng đại trà. Người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn phục vụ thị trường Tết. Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng 10 năm 2023 phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Hiện tại đang là thời điểm người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm để cung ứng nguồn thịt ra thị trường những tháng cuối năm và các kỳ lễ Tết sắp tới. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết Thị trường heo năm 2023 khá khó khăn do suy thoái kinh tế. Hiện nay sắp vào mùa cao điểm tiêu thụ cuối năm nên có thể sang tháng 11 thị trường bắt đầu hồi phục. Giá có thể tăng nhẹ và ở mức đảm bảo người chăn nuôi có lãi. Thời điểm này người dân đang đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn để chuẩn bị nguồn cung thịt cho thị trường cuối năm, trong khi tình hình thời tiết lại mưa, nắng thất thường nên nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện, bùng phát và lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi của người dân là rất lớn. Hiện nay là thời điểm các hộ nông dân tái đàn, chăm sóc đàn heo để cung cấp cho thị trường cuối năm. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn xảy ra ở các địa phương để bảo đảm nguồn cung thịt heo trong mọi tình huống. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương tăng cường theo sát diễn biến cung. Cầu mặt hàng thịt heo nhằm tránh xảy ra đột biến cục bộ về giá, theo dõi chất lượng và giá thức ăn chăn nuôi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các hộ dân trang trại cần tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng, chống dịch bệnh, xử lý chuồng trại khi vào vụ nuôi mới. Để ổn định chăn nuôi heo trong nước, nhất là từ nay đến cuối năm, các địa phương cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, trong đó có mặt hàng heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo, đặc biệt là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiến hành giả soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển nhập lậu sản phẩm động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. Với giá heo hơi hiện tại, nếu không bị dịch bệnh thì người nuôi heo sẽ có lãi. Tuy nhiên, thời điểm này, dịch tả heo châu Phi xảy ra nhiều nơi nên người nuôi heo đang lo lắng. Giá heo hơi cũng sẽ phải lên khoảng 60.000 đồng trên kg thì mới hài hòa được các khâu, trừ trường hợp giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục giảm xuống nữa. Hiện nay đang là thời điểm nhập heo chăn nuôi phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Do giá thấp nên bà con rất e rè nhập heo tái đàn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đang đe dọa nghiêm trọng nên bà con cũng không chăn nuôi, ông Nguyễn Kim đoán đều thực trạng. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 29 tháng 11 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.